Anh Toàn rồi. Vậy anh Toàn đừng có nói, đừng cần nói gì hết tôi. Ủa sao nó cắn lâu vậy? Ôi bạn nào lên kìa. Đây rồi. Trời ơi, thấy cái gì chưa? Thấy cái gì chưa? Nghe khô anh không bờ. Thiệt nha mọi người. Thiệt hả? Ấy da. Nhỏ hơn. Dù anh bỏ cái bóng bốt ra bóng hằng mà ổ trong sáu này. Đây ổi, trời ơi, thương lắm. Thương lắm. Hello mọi người, lại là mình đây, Yun nè. Thì ngồi lại tới là những bạn nào thích tham gia mini game của mình, nhận cái vương miệng 12 thủ hoàng thì đừng quên là ủng hộ cho mình một like, một lượt đăng ký mới tham gia được nha mọi người. Mấy yêu. Thì hôm nay là mình sẽ cho mọi người xem cái này nè. Mình đã lấy lại danh dự của mình. Không có ai còn khinh thường tôi nữa mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ bấm vô túi nè. Rồi mình bấm vào con cá. Mọi người thấy gì không? Thương Long. Đây á mọi người. Trời ơi, 2586cm. Trời, mọi người kiếm thử đi. Coi thử có con nào mà hơn tôi không. Đấy, mọi người hay kêu tôi bịp. Giờ mà mấy bạn kêu tôi lấy cái con này ghép vô con trong quạt của tôi thì chịu rồi nha nha. Đây á mọi người, thiệt đó. Nhưng mà đâu có dừng lại đó mọi người. Lại thêm một con nữa, kéo vô đầu bò. Hai con bông xấu nha mọi người. Đấy, nhân phẩm của tôi đã trở về rồi. Sợ chưa, sợ chưa, sợ chưa, sợ chưa. Ý trời, có không? Sao mà có được, ghê không? Trời em với, đấy thấy chưa, xin tôi kìa mọi người. Quá ghê luôn kìa, đó. Rồi còn bây giờ là cùng với mình xem lại clip hôm qua mọi người, mà mình đã câu lên được hai con này nó ra sao nha. Đi thôi, cái khúc này là mọi người để ý nha. Mình câu bằng mồi bạch tuộc và mình văng xuống. Thì lúc này là mình chán mọi người, tại mình câu quá trời luôn, mấy tiếng đồng hồ á, nhưng mà không có cá. Thì trong lúc đó là anh Toàn ổng cũng hụt luôn mọi người, ổng cũng hụt một con bóng xấu á. Thì mình mới chán. Ê bóng xấu. Rêu nha. Rêu. Trời, mới nói xong luôn á trời. Ừ. Bên kia Jun ơi. Trời, mấy bạn này không tin tôi mọi người. Đang có nhìn trên màn hình nha. Tôi thấy bà kè chắc luôn. Bóng xấu. Ừ. Mới than luôn á. Đừng có hụt nha. Vâng, kêu body qua. Chưa anh Ngọc chai đen chắc luôn nè. Hay vậy quá. Hay tạo nét lắm á anh Toàn. Ừ. Có kinh nghiệm ơi. Rồi. Kéo sao nữa. Phong tơi. Bình tĩnh Jun ơi, bình tĩnh. Chuẩn bị tát vào đầu Jun nè. Không. Thì không. Không. Trời ơi, cho một con lấy kinh nghiệm mới trời. Ừ. Bình tĩnh nào. Trời. Ừ. Đây sẵn đây nha. Ừ. Ừ. Trời ơi. Bình tĩnh. Làm được. Cả nhà tin Jun. Ngọc trai đen. Tao nói nghe, tao mở cái giữa tay sẵn rồi đó nghe. Trời, đừng có bấm nha baby. Không, lát ha. Giật cái mình đi. Ủa sao nó cắn lâu quá ta. Ây da. Thấy chưa. Trời ơi. Anh Toàn rồi. Anh Toàn, đừng có nói, đừng cần nói gì hết tôi. Ủa sao nó cắn lâu vậy? Ôi bạn nào lên kìa. Đây rồi. Trời ơi, thấy cái gì chưa? Nghe khô anh không bờ. Thiệt nha mọi người. Thiệt hả? Ây da. Ăn con đó luôn á trời. Còn có làm gì làm nha. Ủa cái vôi đầu bò ở đây cũng có nữa. Ừ cái vôi đầu bò nè. Có quay lại không trời? Có hồi. Bóng xấu. Bóng mấy vậy ta nữa. Bóng xấu. Ừ trời ơi. Con thứ hai mọi người. Trời. Ừ. Không biệt nha mọi người.
Hai con nhìn tiếp đi. Rồi. Coi sao, để coi sao. Gì ừ, nháp nháp. Rêu sủ gâu gâu ai vậy? Thì cái bóng này là mình bị đứt mọi người, buồn lắm. Trời ơi. Thì mọi người lát nữa để ý này, khi mà cái bóng là mọi người thấy không? Mồi bạch tuộc mà không ai tin tôi hết. Phê ke đó mọi người. Thấy không mọi người, mồi bạch tuộc rõ ràng kêu phê ke chịu ơi. Giờ tao làm liền luôn, nhưng mà mai là clip anh nói rồi sáng cái công trình. Không biết là em body này không biết câu ké không nhờ. Không biết câu ké không ta? Hello. Hello. Anh biết chơi game vậy? Giờ không sao thôi nghỉ game đi. Ghê vậy ghê. Không biết câu ké không? Không biết câu ké không? Ghê 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 ghê. Ghê. Cơ hội body đi cái. Body. Mà sáng cái con sáng kêu không biết câu ké mà. Biết không đi ké nữa thì tôi thấy á. Nè không biết câu ké mà bận đồ ké mập ké heo. Gà, nó ngủ nó xoay xoay cái gì á. Cúng này là mọi người thấy không, mình câu mồi mật và lên thêm một con bóng xấu nữa mọi người. Đó, thì mấy người đây đang tập trung nói chuyện, nói cái gì nói tùm lum trên trời mọi người. Tôi cứ ngồi tôi coi thử để tôi kiếm thêm một con bóng xấu tôi dằn mặt bay đi mọi người. Đó mọi người để ý nè, chuẩn bị nó lên nha. Nhưng mà anh có giải. Mà... Ê, bóng xấu. Yeah. Bóng xấu. Rồi. Ừ. Bỏ đầy đâu rồi, vô việc hết bỏ đầy. Bỏ đầy đang đứng sát bên nè. Đang hồi ảnh là từ từ đi. Giật lên cái tâm động là biết rồi. MC. Đang nhức răng lắm. MC lên tiếng á, MC ơi. Nhức răng lắm. Hay nhức răng quá. Trời ơi, chụp lên lại đi, mất thời gian quá. Hay gì quá. Chơi game vậy. Nếu uống sáu thiệt thì sủ gâu gâu quá chị. Nữa à. Gì nữa. Còn nếu không phải sao? Sao im vậy? Sao không nói gì đi? Cái gì vậy ta? Nếu mà bóng xấu thiệt thì sao? Sủ gâu gâu. Hay sủ quá. Còn nếu không phải sao mình sủ lại nha. Nếu không phải tặng ra cái tên tím luôn đi chứ. Rồi 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 ok. Kèm theo 90 thỏi hoàng nữa. Ok chó. Ok chưa? Góp con bóng xấu mà ngồi nói chuyện tươi. Như bộ tâm lý đi em, hồi nãy giờ cũng mấy cái rồi đó. Tâm lý vậy chắc là thần rồi đó. Thủ mà nói cái gì. Không kéo đẹp lẹ đâu. Trời ơi, tôi cần thủ mấy gì vậy trời. Ây da. Ây da. Ây da. Ừ. Cái gì vậy trời. Hồi nãy bóng 5 á. Bóng 5 bỏ luôn anh Toàn. Không, 56 biết 5, nhỏ hơn. Dù anh bỏ cái bóng 4 ra, bóng 5 mà ổ 56 này. Ôi, trời ơi, thương lắm. Thương lắm. Hello mọi người, lại là mình đây, Jun nè. Ui, body. Body. Thực hiện thử thách bao nhiêu sang đây? Trời bao ơi đây? Bằng ống không? 256 sao bằng được? Ông bao nhiêu mà? Thương Long lên đẹp quá má, đưa vô. Ôi tôi hận đi, tôi hận. Biết thấy dài hơn. Biết câu ké không? À, thôi chịu rồi, uống gì lên thật luôn á trời. Biết câu ké không? Sủa cái coi. Đâu thật. Sủa giùm cho anh Tài. Mình thực hiện thử thách đi nha. Chưa nói gì. Gì ghê chứ trời. Cấm vậy câu mấy con rồi đó, không giỡn đâu. Gì kinh vậy. Tao kêu vô đi ngủ ơi. Anh tao câu kinh chứ ta. Trời ơi, điều hôm bữa giờ quên cập nhật thôi chứ. Đến mình đây cái bóng không xuất hiện nữa. 10 giờ tới giờ không có bóng nào. Thấy không mọi người, mình làm được rồi nè. Mình có bao giờ làm cho mấy bạn thất vọng không? Chưa bao giờ đúng không? Thì hôm nay là mình đã lấy lại danh dự mọi người. Lấy lại tận 2 con luôn. Thì hôm bữa giờ là mình câu quấy trời luôn. Mình kêu ủa tại sao nó không xuất hiện bóng xấu ta. Không xuất hiện luôn nha, không phải là câu hụt mọi người. Thì mình mới vô CH Play thử. Mình coi lại, nó có một cái bản cập nhật 52 MB sao á. Còn trên iPhone thì mình cũng không biết nữa nha. Mọi người có thể vô kiểm tra thử. Những bạn nào mà câu hôm bữa giờ mà không có bóng xấu á thì vô kiểm tra thử ha. Biết đâu cập nhật xong mà mấy bạn sẽ có lên bóng xấu rồi sao. Này tôi vui quá mọi người ơi, tôi câu được một con thương long nè với lại một con cá voi đầu bờ.
thì cái con thương âm của mình hiện tại là cao nhất server luôn á. Đều không có vương miện thôi nhưng mà cao nhất server nha mọi người. À hôm nay là chủ nhật là chúng ta sẽ có bộ đồ mới trong đào rương nè mọi người. Bộ đồ gì ra? Kính râm kè tím à, bộ đồ kè tím mọi người ơi. Còn phía trong cửa hàng thì à đây mọi người. Đây, trời ơi gói này gói mới luôn nhưng mà với số tiền là 99.000 thì hơi mắc nha. Không phải là che mắt mọi người mà tại cái này đáng lẽ ra bán bằng kim cương thì nó sẽ hợp lý hơn. Ok, còn bây giờ là mình sẽ vô mình mở thử một hộp thôi, mở đúng một hộp thôi rồi mình sẽ tạo mini game cho mọi người chơi. Mở này. Kim cương. Ủa, quảng quang. Rồi để mình xem mini game của ngày hôm nay là cái gì ta. À, quà tặng. Ok, thì mình vẫn tặng cho mọi người một cái vương miện 12 thỏi vàng nha mọi người ơi. Thì cái cách thức tham gia mini game của mình thì hồi giờ mọi người biết rồi. Thì đầu tiên là hãy ủng hộ cho mình một like này, một lượt đăng ký kênh. Nhớ ấn cái chuông nha để ủng hộ kênh của mình nè. Bước thứ hai là bình luận tên. Bước thứ ba là hết rồi mọi người. Bước thứ ba là mấy bạn thích nói gì nói, thích làm gì làm ha. Còn bây giờ là mình sẽ đi vô nhà của mình thử là không biết là có bạn nào chọn không ta. Sẵn tiện là trao lên clip luôn. Ây da. Ui giời, nhà mình lúc nào cũng có người hết mọi người. Trời trời trời, mấy bạn này chờ mình về quay clip nè. Có ai muốn chụp hình ké không? Để mình móc con ké đây cho những cái bạn nào mà chưa có con ké trong nhiệm vụ của mọi người. Đó, chụp hình với. Ủa? Ủa cái này nhận luôn rồi. Nè, công cụ sinh mệnh của người nghệ nhân là gì rồi? Còn ở đây chạm chán với ké không gầu. À cái này là mình có rồi. Cái này là cái gì nữa? Giữ cho biển sạch sẽ à. Còn cái chụp hình con ké là con nào mọi người? Hôm bữa là có cái chụp hình với con ké nữa. Để bây giờ là mình sẽ móc con ké ra cho mấy bạn này chụp hình nha. Đấy bây giờ là mình sẽ kêu là những cái bạn này đứng đây để mình qua kêu mình móc con ké ra mọi người để cho mấy bạn ấy dễ chụp. Nè chụp đi mọi người ơi, chụp đi chụp đi chụp đi. Ui mấy bạn này, ui mấy cái bạn trên fan của mình có nhiều thế. Ui tính ra là ai cũng có luôn á. Ui vương miện luôn kìa, 2000 b. Mấy cái câu vương miện này thì cái kích thước của nó thấp lắm mọi người, có 2000 b kìa. Mình thì bây giờ mình móc thêm con nữa cho mấy bạn ấy sợ luôn. Đó có không? Đấy, hai con. Đứng lên mấy cái khối mọi người ơi, để cho anh quay lên clip thì nó dễ nhìn tên của mấy bạn hơn nè. Đứng lên. Trời ơi, đúng rồi, ngay ngắn vô nha. Phải ngon ngổn này mới lên clip mới thấy tên dễ được. Chứ mà mình đứng kiểu như là chậm vô mọi người là sẽ không thấy tên của ai đâu. Rồi xong chưa? Đấy. Ấy da, nhảy dưới ta. Ôi trời. Ui. Trời ơi. Đây tên của ai thì là mọi người tự nhớ nha. Có thể là bình luận xuống cho mình biết với nè. Thì hôm bữa giờ là mình kiểu hơi bận á mọi người nên không có rep bình luận của mấy bạn được. Đó nên là mọi người thông cảm ha. Đây trời, bạn này làm gì hả? Ủa tôi là tượng à. Thằng nào đây? À Đức Dũng. Trời ơi. Ủa sao thành tượng luôn rồi. Sunny nữa. Ồ Sunny Lay à. Rồi ui bộ đồ cá heo này đẹp ha mọi người. Đỗ Trinh à. Bạn Quốc Khánh ký em. Ok ký luôn ha. Cái đầu em nè, ok. Rika nè. Rồi bạn này là bạn gì? Bạn Đặng Thí Ngọn. Ủa? Đặng Thí Ngọn. Ngọn cây hả? Bí gì? Bí Hờn Như. Bí Hờn Như. À Hờn Như mọi người. Bum nè. Rồi Rose Kỳ Cục. Rồi Happy nè. Rồi tùm lum hết mọi người. FBG à. À fan của bên phía bên tiền kia đúng không? Ban dưới gum với Dan hả? Mi 5G luôn à, trời chuẩn bị ra 6G rồi em ơi, đổ tên đi nha. CX14 Hi nè, rồi đây chạy cho lên clip nè bạn Quân ơi đứng lại. Trời bạn đây là gì? Mini, nói chung là mình quay lại hết nha mọi người, không có thiếu sót ai đâu. Ý, hình như là thiếu cái bạn bên kia đúng không? Quay là quay cho có tâm tí mọi người, bạn này là bạn gì đây? Bạn Winnie Win. Ghê vậy. Ok thì hiện tại là mình đã quay mấy bạn ở trong nhà của mình rồi ha. Lát nữa là có thể là xem clip này. Còn bây giờ thì sao? Còn bây giờ thì chắc là clip của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye.